Mary chuyển nhà tập 2 xin được phép bắt đầu. Và tập này có tên gọi là chiếc giường gắn kết yêu thương. Do Đào muốn cái phòng của Đào nó có nhiều diện tích hơn, cho nên Đào sẽ đặt cái loại giường xếp. Trời ơi, thì ban đầu tôi tưởng là nó giao nguyên cái ghế sofa luôn. Sau đó về nhà mình bỏ xuống là thành cái giường. Ai dè là mình tự lắp ráp hết tất tần tật luôn. Hên là tôi có ông chồng làm mấy cái này. Không thôi thì chắc mò tới sáng luôn quá. Nhưng mà Đào nghĩ đối với những cái bạn mà hay xài mấy cái đồ lắp ráp á thì chắc ráp mấy cái giường này cái một hà. Mà khúc này tôi hơi khó hiểu. Nè nè mọi người coi nè. Quay đúng giọng mới để hả? Đó thấy thương chưa mọi người, lắp cái giường mà mất định hướng rồi luôn. Thì nó có gửi cho mình thêm mấy cái chân nè, với lại cả bộ ốc vít luôn, thêm mấy cái bánh xe nữa và kèm theo luôn cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Trời ơi, mà tôi thấy cái tờ giấy đó như vô hình vậy đó. Nó hướng dẫn cái hình nó vẽ không có chi tiết mọi người, với lại toàn là tiếng Trung không. Đó, cũng này ông chồng tôi nhìn đăm chiêu vậy thôi chứ đang lắp lắm. Rồi nôm na Đào thấy ổng làm là mình xỏ mấy cây này vô nè, sau đó là mình vặn ốc lại cho nó chặt là xong. Chú chóa, nó thấy đơn giản ghê ha, vậy mà 2 tiếng đồng hồ. Mình trừ đi cái phần lắp ráp quá là quằn ra. Thì Đào thấy cái giường xếp này nó ổn áp phết luôn. Giường rất là rộng như mọi người, nằm đủ 3 người lớn á. Kích thước của em này là mét 6 với lại mét 9 nha mọi người. Nhưng mà có cái đệm nó không nóng. Nhưng mà chắc Đào phải mua thêm cái tấm topper để lên quá. Tại vì Đào thích mấy cái nệm mà nó kiểu phúng phính êm á mọi người. Rồi giặt giụa 2 tiếng đồng hồ đó mọi người. Bây giờ tôi sẽ đi tổng vệ sinh căn nhà. Trời đất ơi, hơn là có cái máy hút bụi. Chứ không thôi quét luôn 3 tầng là cái nách tôi dài xuống cái gót chân đó. Và máy này tôi cũng có nhận thêm cái ghế sofa để phòng khách nữa nè. Do cái sàn nhà của Đào là nó trắng đen á cho nên Đào không có chơi màu được. Cho nên đồ nội thất Đào chỉ đặt xám, trắng và đen thôi. Mà thiệt luôn không có ai như tôi luôn á mọi người. Nhà mình mà tới bây giờ mình mới phát hiện ở trên tầng 3 có một cái sân thượng nhỏ nữa nè. Trời ơi, phải nói là nó còn fresh hơn là cái sân thượng bự luôn á. Bye bye mọi người, chờ tiếp phần sau nha. Tôi có một cái xích đu đã lắm.